vị. Rất tiếc là CBC muốn hát thêm nhưng mà cái ballroom chỉ có giới hạn. Một lần nữa xin thay mặt anh Nam, anh Jayden, ban tổ chức cảm ơn tất cả quý vị và các anh chị, cũng như anh chị Hương Lan ở lại tới giờ chót với CBC. Xin cảm ơn tất cả quý vị các anh chị. Chúc cho quý vị các anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều hạnh phúc và vạn sự như ý. Xin các anh các chị lái xe về cẩn thận nha. Chúc quý vị các anh chị một đêm ngủ thật ngon. Good night everybody. Thank you. Happy New Year. Yeah.